Chào mọi người, hôm nay mình sẽ thiết kế một cái mạch phân tần loa 3 đường tiếng thì bao gồm bát trung tép. Thì ở đây mình sử dụng 3 cuộn dây. Linh kiện mình cần thiết 3 cuộn dây này. Một cuộn. Đây là cuộn cho mít không có lõi. 50 vòng và đây cuộn cho loa tép 30 vòng. Và đây là cho loa bát cũng 50 vòng. Cỡ dây của loa bát của mình ở đây mình dùng dây 65. Loa chung thì mình cũng dùng chung dây 65. Loa chép thì mình cũng dùng chung là dây 65. Có một cái khác là cái loa bát này thì mình là cuộn dây có lõi, và hai cái cuộn cho loa chung và loa chép là cuộn không có lõi. Và cái mạch này mình thiết kế dùng cho cái bát tầm bát 30 trở lại. Côn khoảng côn 51 thôi, loa bát ấy. Đây là cái mạch phân tần cũ mình đã gỡ đi để mình gắn lại theo ý của mình. Thì có 3 con trụ nữa. Trụ để lọc loa chép là 2,2 mm, và trụ lọc ở chỗ bát nữa mình cũng ghép một con 2,2 mm, và trụ cho loa chung mình dùng con 3,5 mm thôi. Và một con chở cho tép thì mình dùng chở 8 ohm. Thì cái cách mắt của mình thì mọi người sẽ theo dõi trên sơ đồ. Bây giờ mình sẽ ráp. Bây giờ mình đã câu hết dây vào, nhưng mình để loa ở bên ngoài này chơi thôi. Mình sẽ không lắp vào thùng nữa. Mọi người có thể ráp một cái để thử nghiệm, bởi vì nó cũng không mất bao nhiêu thời gian cả để làm xong cái mạch này, cỡ 15-20 phút thôi. Nên là mọi người có thể thử. Thì mình nói đây thì khó cảm nhận được. Chào mọi người nha, mọi người có thể ráp một cái mạch y như của mình vừa làm đấy để thử. Với cái thông số thì mọi người làm hệt luôn. Như quan điểm cá nhân của mình thì cái mạch này nghe được.